Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ." Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta chặt đầu ông trên mâm, mang về treo cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cứ theo thói đời, lập là lương lèo lại lên lương, còn người công chính, thật thà thẳng thắn thường thua thiệt. Cuộc sống con người là sự đan dệt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, linh thánh và phàm tục. Đôi lúc, người ta lầm lẫn không thể phân biệt đâu là điều chân thật với giả dối, khôn ngoan với ngu muội. Có lúc người ta hoang mang lo sợ, bất lực khi thấy cái ác đè bẹp sự thiện. Câu chuyện về cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài tin mừng hôm nay là một minh chứng cho cuộc giao tranh giữa thiện và ác. Trước hết, con người muốn biết sự thật nhưng không muốn nghe sự thật. Herode với sức mạnh và uy quyền trong tay, ông đã làm một điều trái luân thường đạo lý là lấy chị dâu của mình làm vợ. Ông đã không nghe lời khuyên của Gioan Tẩy Giả. Trái lại, ông còn bắt trói Gioan tống ngục và thủ tiêu. Vua Herode biết Gioan là người công chính thánh thiện, nhưng lại rất phân vân, chần chừ khi nghe Gioan nói. Bà Herodia biết tội lỗi của mình là thông dâm với em chồng, nhưng lại không muốn nghe Gioan vạch tội của mình ra trước quần chúng. Con gái của Herodia muốn biết mẹ mình thích gì, xin gì, cũng như cô ta biết dạ tâm của mẹ. Nhưng cô đã không muốn hiểu nỗi buồn của vua Herode nếu thất hứa với cô, nếu không đáp ứng được điều cô đã xin. Còn Gioan Tẩy Giả là một vị ngôn sứ sống trung thành với sứ mạng tiền hô của mình, được dân chúng kính nể. Ông đã can đảm nói lên sự thật, dù biết rằng điều đó đe dọa đến chính mạng sống của mình. Ông thật xứng đáng là người dọn đường cho đấng là sự thật. Herode cảm thấy sợ khi phải đối diện với Gioan, người luôn nói sự thật. Nhưng chúng ta đừng tưởng, trong thời đại chúng ta đã hết cảnh những con người bị hàm oan, bị chà đạp quyền sống, bị bức tử, bị thảm sát. Những Gioan Tẩy Giả của thời hiện đại là biết bao nhiêu anh chị em đang dấn thân đi tìm công lý và hòa bình. Họ bị bức bách và đàn áp, bị bỏ tù và giết hại
chỉ vì họ đã dấn thân đi tìm và mang lại một cuộc sống xứng với nhân phẩm cho nhiều người, nhất là những người thấp cổ bé miệng, nghèo hèn, bị bỏ rơi. Họ dấn thân vì nhân quyền, họ đấu tranh cho tự do, cho lẽ công bằng. Họ lên tiếng đòi phải trả lại quyền làm người, quyền tự do tôn giáo, quyền tư hữu, quyền được thông tin sự thật, quyền được pháp luật bảo vệ cho mọi tầng lớp xã hội. Thứ đến, chúng ta trả lời cho mọi người bằng cách sống trung thực như Thánh Gioan. Nói sự thật có thể bất lợi cho mình hoặc cho người khác, nhưng Gioan đã dám nói sự thật dù phải chết. Gioan không sợ quyền lực, không hùa theo kẻ có quyền lực. Trước điều sai trái, Ngài không im lặng để được an toàn bản thân, để được xã hội ưu đãi. Gioan lên tiếng làm chứng cho lẽ phải, Ngài không thể nói ngược lại lương tâm mình. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận, vì sự thật dễ mất lòng. Chúng ta phải sống thành thật, đó là điều tất nhiên. Nhưng sống thật thà không có nghĩa là buộc chúng ta phải nói tất cả những gì mình nghĩ, mình biết. Đức tính này buộc chúng ta suy nghĩ cẩn thận, chín chắn rồi hãy nói. Mà đã nói thì không bao giờ nói sai, nói thừa, nói thiếu hay nói dối để khỏi gây thiệt hại cho bất cứ ai. Tóm lại là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống theo chân lý phúc âm bằng chính lời nói và đời sống của mình. Và đương nhiên cũng sẽ gặp rất nhiều thử thách, chống đối và đôi khi bị giết chết vì sứ mạng đó.